À, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin được làm cái video để giới thiệu đến các bạn cách đọc và nốt nhạc trên khung nhạc khóa son và khung nhạc khóa pha rất nhanh. Với cái khóa son thì các bạn có thể áp dụng cho rất nhiều loại nhạc cụ mà các bạn học hát hay nhạc hoặc là chơi violon thì thường khóa son nhiều và sáo. Các bạn đọc ở trên tôi khóa son sẽ nhanh hơn rất nhiều đó. Còn với các bạn học organ hoặc piano thì có cả khóa pha nữa, vậy mình sẽ giới thiệu chung luôn cái cách để các bạn đọc cho nó nhanh nhé. Thì cách thứ nhất thì các bạn xác định theo về cái trung tâm của cái khóa nhạc. Thì ở đây các bạn thấy là cái khóa son này, nó thấy nó sẽ xoáy tròn tròn vào cái trung tâm là vị trí dòng kẻ thứ hai. Vậy thì cái dòng kẻ thứ hai này nó chính là vị trí của nốt son. Đó, nốt son. Đây mình xếp lên đây là kẻ thứ hai. Nốt son đây. Đó. Rồi, còn cái vị trí nữa đó là vị trí đồ giữa đàn này. Cái vị trí này là gọi là đồ giữa đàn. Tiếng Anh nó gọi là mid the C đó. Nhưng còn các bạn chơi trên đàn piano hoặc là trên organ thì nó người thường này, gọi là đồ. Đồ giữa đàn hoặc đồ 1. Đây cũng là đồ giữa đàn ở bên khóa pha. Hai cái nốt đồ này nó giống nhau, là cùng một phím ấn. Đấy, hai cái ghi khác nhau ở ghi ở khóa pha và ghi ở khóa son. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Đấy, thì các bạn nhớ được cái vị trí đồ giữa đàn này. Đấy, các bạn lên cái nốt son này cũng rất là dễ. Thì khi đó thì nó sẽ là các bạn nhẩm theo từng bậc như là đồ, re, mi, pha. À, lên từ cái dòng kẻ thứ hai đây sẽ là nốt son. Đó. Như vậy thì các bạn đã nhớ được 5 cái nốt này, đồ, re, mi, fa, son. Các bạn nhớ từ dòng kẻ phụ thứ nhất là đồ. Đó. Đấy, dòng kẻ phụ thứ nhất là đồ. Sau đó lên một bậc nữa thì vào cái khe giữa này, tức là nó sát với bên dưới của cái dòng kẻ một. Đó thì sẽ là re, đây là mi ở dòng kẻ một, fa ở khe thứ nhất, son dòng kẻ thứ hai. Đó. Đó là cái cách để các bạn nhìn bên tay bên khóa son, đúng không? Rồi tiếp theo thì các bạn có thể dịch tiếp lên từ son lên la, lên si và với nốt đô. À, đô đây. Đó, nốt đô. Đấy, các bạn có thể nhớ từ đô rồi giữa lên từ cái đô này, là cái khoảng này rất hay sử dụng. Đô, re, mi, fa, son, la, si, đô. Đó. Ok, cứ như thế thì các bạn lên tiếp thì sẽ là từ đây là đô rồi, các bạn sẽ lên re, lên mi, lên fa và lên son, chẳng hạn như vậy. Với cái tầm cứ âm vực như này thì các bạn thoải mái là đọc nhanh, đọc nhớ cho mình cái vị trí này, đồ và son. Đây, hai cái vị trí này là đồ giữa đàn và son. Thì các bạn có thể nhớ thêm được một cái vị trí nữa, đó là cái đô trên cao. Đấy. Đó, như vậy. Đó, nhớ vị trí đây là đồ, son và đô. Đấy là với bên tay phải. Cái dòng kẻ khóa son, đúng không ạ? Khung nhạc khóa son. Sang bên tay trái thì các bạn cũng vẫn phải nhớ cái vị trí đôi giữa đàn đây. Mình đã biết rồi. Và cái xoáy tròn ở cái đây. Xoáy tròn ở cái chỗ khóa pha này. Đấy, cái điểm chuột mình đang ghi. Và nó có hai dấu chấm canh hai bên này. Đó, thì cái trung tâm của nó sẽ nằm ở cái dòng kẻ 4 này. Đấy, cái trung tâm của khóa pha. Vậy thì cái vị trí đó nó cũng là vị trí của pha luôn. Đây, cái vị trí này nó chính là pha. Mình sẽ chỉ lại và pha các bạn xuống mi, xuống re và xuống đây là đồ. Thì vị trí này sẽ là đồ. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tính lại cho các bạn thấy là nó đúng như vậy này.
từ vị trí pha này, A, các bạn xuống đây là sẽ là mi, C và đô. Đó, bây giờ các bạn có thể tính ngược lại, nó sẽ là đô, re, mi, pha. Đó, các bạn lên tiếp thì sẽ là son, la, si và lên tới đô giữa đàn. Nó giống như cái đô này bên tay phải. À, hai cái đô này giống nhau. Rồi tiếp xong các bạn có thể tính mi, tức là hai cái dòng nó sẽ nối nhau. Đó, cao độ càng ngày càng lên cao. Các bạn hiểu chưa? Đó. Ok, đấy là cái cách thứ nhất để các bạn nhớ được cái vị trí, nhớ nhớ được cái vị trí đồ giữa đàn. Và trung tâm khóa son ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy nó xoáy tròn ở đây. Trung tâm khóa pha đây. Xoáy ở đây. Đó, đây là pha. Đó, các bạn nhớ như vậy nhé. Rồi, còn một cái phương án nữa để các bạn có thể dễ nhớ. Đó là chữ quay trong từ Facebook ạ. Em sẽ ghi cái từ quay ra đây. Cái chữ này nó sẽ là viết tắt của những chữ của nốt gì thì các bạn cũng lưu ý luôn. Em sẽ đi cái đầu rồi đồ con này nó cứ nói thì mình đi không giấu nhá. Đồ thì sẽ là âm C, chữ C đấy. Rồi nó sẽ là âm chữ ký tự đi. C, D, E á. Đó, nó là tiếng Anh thì nó là C, D, E. Như sau đây A sẽ là D, T, F. Đó. Son là D, T, R. Và A D, T, F. Đó, các bạn nhớ như vậy nhé. Là à, phần C nè. C B, A, A, B, A, B, C, D, E, F, G. Đó, sẽ bắt đầu từ La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Vậy thì các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ là gì? Chữ F nó sẽ là nốt Fa. Này. Chữ A này nó sẽ là nốt La. Chữ C này nó sẽ là nốt Do. Chữ E là nốt mi. Đó. Cái cách ký tự chữ này thì nước ngoài họ dùng ngay từ bé để dạy cho các em bé rồi. Nhưng ở Việt Nam thì mình thấy ở nhiều trường học thì các thầy cô vẫn theo kiểu ký hiệu là đồ viết chữ D ở trên, V viết chữ R, mi viết chữ M. Đó. Cách đấy thì nó rất khó hội nhập với quốc tế. Các bạn cố gắng học luôn theo cái lối này. Nó sẽ khiến các bạn phải là về sau các bạn học phần cái ký hiệu và âm thì các bạn cũng đọc theo cái chữ này. Ví dụ nhìn thấy cái chữ C này thì các bạn biết ngay là đô trưởng. Đó. Thì nó phải học nhìn chuẩn ngay từ đầu thì nó sẽ đỡ mất thời gian. Các bạn này. Rồi. Mình xin giới thiệu quay lại về vấn đề cái chữ phây này. Cách nhớ. Cách nhớ cái chữ phây này các bạn nhớ trong từ Facebook đúng không? Rồi. Thế thì nó sẽ ở bốn cái khe này. Đây. Mình tìm chữ F. F này. Đó, chữ F này là ký tự pha thì nó sẽ ở khe này. Đó, đây mình không to lên để các bạn nhìn nó dễ. Đó, F sẽ ở khe thứ nhất. Chữ thứ nhất ở khe thứ nhất. Rồi, xong đến chữ thứ hai thì khe thứ hai, chữ thứ hai của ta là chữ A. Đó.
chữ thứ ba của các bạn là chữ C, là khe thứ ba. Đây, khe thứ ba của các bạn này. Đó. Và chữ thứ tư là chữ E, là khe thứ tư. Tư. Đây, sẽ là vị trí này. Đó. Các bạn nhớ như vậy thì các bạn tìm sẽ rất nhanh. Ví dụ lần sau các bạn chỉ cần nhìn vào đây các bạn biết là Fa, La, Do, Mi, hay là các bạn đọc tiếng Anh là F, A, C, E, nó đều là bốn cái khe, đúng không? Khe 1, khe 2, khe 3 và khe 4. Đó là cách nhanh nhất để các bạn đọc cho nó nhanh. Ví dụ mình quay lên trên đây, với khuôn nhạc pha son này. Ví dụ các bạn muốn đọc cái nốt đây, nó là khe thứ mấy ạ? Khe thứ nhất và khe thứ hai. Vậy khe thứ hai sẽ là tương ứng với chữ F A, đúng không? F A A đây thì sẽ là pha là khe một, la là khe hai. Vậy ta sẽ đọc được ngay ngay đây là la, đây là đô, đây là mi. Đấy, pha thì khi pha thì các bạn nhớ luôn lên sau, khe hai là la rồi, đô đây thì si đây ở giữa là si đô, đúng không? Đó. Rất là dễ nhớ đúng không ạ? Cái cách này cũng là một mẹo rất là hay. Đó. Ok, cũng tương tự như vậy nếu các bạn nhớ bên khóa pha á. Bên khóa pha thì nó sẽ chuyển chạy thêm một chút. Bên khóa pha thì sẽ là vị trí pha nó sẽ ở đây. Đó. Vị trí la nó sẽ ở đây. Này. Vị trí đô sẽ ở đây. À, vị trí mi sẽ là ở đây. Đây để phần này phần này nó nhỏ không chịu. Đó. Phà và đầu mi tức là nó bị dịch xuống mất một khe. Sau vì cái khe đây để mình chắp lại nhé. Mình chắp lại trên khóa son. Đó. Dịch lên mất một khe này. Ở khung khóa son thì nó sẽ được chui cả vào trong bốn khe. Đó. Còn ở bên khóa pha, bên khóa pha thì các bạn thấy nó bị dịch xuống mất một khe. Đó. Bạn như chặt đây mình sẽ kéo lại để các bạn thấy nhé. Bạn so với những cách ở trên thì nó vẫn đúng. Đó. Đúng như vị trí ở đây. Thì các bạn nhìn thấy mi ở đây thì các bạn sẽ nhớ ngay pha bên cạnh bên trên này. Đó. Đó là hai cái cách để các bạn đọc nốt nhạc cho nhanh nhé. Đó. Với những bạn là thời gian ban đầu mà mình chưa quen ấy, thì sẽ áp dụng cách này. Các bạn có thể là tìm cái bản nhạc nào đấy các bạn tập viết, viết viết chữ xuống ngay bên bên dưới vào cái nốt nhạc đó. Giữa đây nó pha các bạn có thể điền chữ F ngay bên dưới đó. Đó. Mi thì điền chữ E. Như vậy thì các bạn sẽ quen dần dần với cái ký hiệu mà các chữ cái A B C D E F này và đọc nốt nhạc nó sẽ nhanh hơn, hoặc là cái phương pháp này cũng giúp cho các bố mẹ phụ huynh có con đi học đàn á, các bố mẹ có thể tự học được cái cách này để đọc nốt nhạc để kiểm tra giúp con học ở nhà cho con. Ok, mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn nhé, chúc mọi người học đàn thật là say mê vui thích. Nếu có gì cần hỏi các bạn thì comment ở dưới video cho mình. Ok.